Rồi, xin chào các anh chị, các bạn đã quay lại kênh của mình. Hôm nay thì mình có vài món hàng mình làm clip gửi đến anh chị các bạn tham khảo. Anh chị nào thích món nào thì nhớ alo cho mình. Đầu tiên là cái bộ kìm hàng Nhật các bạn, về tình trạng nó đã tháo ra vậy các bạn, còn hai con ốc thôi nha, nó ba con ốc mình đã tháo ra, còn hai con ốc mình tháo ra các bạn coi luôn. Đó, nó chạy bằng nguồn 24V. Đây nó còn cái lưỡi xe cua nữa nè. Rồi mình gá sơ cho thôi. Nó bắt hai con chéo á, về không có, mình bắt hai con chéo gốc cho nó chắc. Lỡ bỏ như để lại. Đây cái lưỡi xe cua này. Và cái con này nữa, đây có con nữa. Dài dài, nói chung là bệnh nó chế cho mình lụm tình trạng nó vậy. Thì nó có để qua công tắc điều khiển nữa, nhưng mà ở đây mình kẹt nguồn cho chạy trực tiếp nha, mình kẹt đỏ đen nó ra tới 4 giây rồi. Mình đang để một nguồn 20V để mà 24V nó chạy 24V. Để mình tăng lên 24V cho 24V đó. Này để cắt linh kiện nhỏ thôi mà cắt số lượng nhiều sao người ta xài này mà. Thấy dây nó hả miệng ra nhỏ lắm nè. Cắt nó cũng không được ngọt lắm luôn. Đó là dây này nè. Dây nhỏ nha. Thì nó cho qua cái nút, nó chế nút bấm này, nó chắc nó sẽ qua điều khiển mà, nhưng mà ở này mình kẹp trực tiếp á, nó cứ ra vô mình rất khó thao tác. Thì một con mình sẽ kẹp con này có cái kìm xe cua nữa. Mình test cho bạn coi, anh chị nào có thích về chế xài gì về chế. Đây. Con này thì cái miệng nó bự hơn, nó dễ cắt hơn rồi. Là do mình thao tác là mình để về nè, phút bóng mình thấy không, để như là nó gắt hơn đó. Tại vì do mình kẹp nguồn nó cứ ra vô liên tục nó không được, mình phải về chế qua chế lại. Nó có nút bấm này nè, nó có chế cái nút bấm này nè đó, nên về có thể là mình nghiên cứu chế lại này, mình bán cho anh chị nào biết làm đó, mình chỉ bán vậy thôi đó. Một bộ nè, có một cái kìm nè, với cái lưỡi xe cua với cây này nữa, hai cây mình bán 350. Nó cũng khá hiếm, nhưng mà nó cho anh chị nào biết chế lại thì mới xài được, mới dễ xài. 350. Mấy cái này anh chị chuyển khoản mình bao ship ha. Ghi rõ nó luôn. Cái số 2. Số 2 mình bán 100.000. Cái kéo này nó bén để cắt kẽm rồi được, cắt kẽm hàng á. Anh chị nào kẽm hàng pin đó ha, cắt được. Đó. Nó là tép đen, nó rất là, nó nhìn nó đen dơ. Rồi còn cái cây này cắt cái gì? Một bên là lưỡi cắt rất là bén ha, một bên là một miếng nhựa dạng nhựa phíp cứng các bạn. À, mình để lên, mình lấy dây điện nhỏ nhỏ mình để vô, thấy nó cũng bén, nó cắt nó đứt luôn, là bấm nó đứt nè, đó đứt ngọt luôn ha. Alet ha, made in Japan là ngoài, có stainless nè, thép không rỉ á, made in Japan ghi trên đó rõ là ngoài ha. Thì cái này 100.000 tặng kèm cái kéo đen đen này. Món số 3 là mỏ hàng nha anh chị bạn, mỏ hàng hiệu God 100V 30W. God 100V 30W nè, mấy anh ra băng nè, cái watt nó ghi bên đây nè, 100V 30W, hàng điện tử thôi. Nhỏ quá thì mình hàng điện tử thôi. Cái mũi này là mình thay mũi mới rồi, tại về nó mũi nó mòn nó mất vậy. Thì
khi mà anh chị xài thời gian nó mòn mũi thì anh chị các bạn mua mũi mới thay có 6 đến 10 ngàn à, nó có cái là mình muốn hàng cắm đây về mình cắm qua làm gì mình cầm cũng được rồi đó, mình xài xong là xong rồi mình đóng lại ha, đó cho nó nguội nguội bớt mình đóng lại. Cái mũi này mình mua nó hơi dài dư ra, mình về mình cho ngắn nó vừa, nó ngắn vô một tí nữa thì nó dẫn nhiệt nó tốt hơn. Con này mình bán 180 ngàn. Rồi số 4 là một cái đầu chuyển của Đức, chuyển từ khoan bê tông á, mũi gài nè các bạn, qua là mũi kẹp bình thường á, kẹp được mũi tối đa 13 ly đó. Con này á, khi mình muốn dặn cái đầu này á, thì mình phải nè, phải xây cái này ra nè, xây cái này ra nha, xây cái nhựa ra mình mới dặn được cái đầu này đó. Còn nó vô vậy là nó khóa nha, không có dặn được nha đó, phải xây vậy mới dặn được ha. Đó, nó mình cho anh chị các bạn coi cái đầu thôi. Đó, nó có cái chụp nhựa, chụp đây nữa để chống bụi rồi vô á, chụp lại vậy. Có tài khóa thì mình có cái khóa luôn à. Nhớ là xây cái này ra nha, có mũi tên là xây ra mới dặn được nha. Đây Made in Germany nè, không biết đưa thấy không. Đó Made in Germany nha. Con số 5 là một cái đầu chuyển Anet ha. Vì mình bán 150 thì nó có lỗi là nó đã mất cái cốt phải đâu rồi. Mình đúc cái mũi vít vô mình xài thấy cũng được, xài tạm được ha nè đó. Mình quay nè ha. Nhưng mà cái này để anh chị bắn những cái góc nào hẹp hẹp á mình đúc máy vô không được á. Mình đúc cái này vô à, được mình được mình cho một kèm một cái mũi nè, cái mũi này để mũi Anet luôn nha, mũi xịn luôn á. Để xài cho cái đầu này nè, đó mình dặn góc hẹp nè, đúc vô nó sâu rất là sâu trong. Để cái khoảng này nó ngắn nữa các bạn. Nó có tay cầm luôn mà nhược điểm nó mất cái cốt rồi. Cái này là hàng mới bên đó nhưng mà nó về lỗi vậy ha, nó mất cái cốt này, mình lấy mũi vít vô mình xài. Thì đó mình tặng kèm thêm mũi vít nữa. Hai mũi vít. Mũi vít này có thể rút ra bắn vít bình thường luôn. Bán 150 nha các bạn. Số 4. Số 5 mà chứ, số 6 à. Số 6 là một con dao ship. Dao này giao tiếp nó để tenless da băng nữa bạn, nhiều lưỡi lắm nha, một món, hai món, ba món, bốn món, năm món, như sáu món trong này đó, sáu bảy món gì đó, có cưa nữa nè, nó này khui cá hộp nè, nó theo cái dạng dao sinh tồn của Victorinox đó, nhưng mà này chỉ là của Nhật thôi, nên mình bán giá là 150 nha, có chữ da băng nha, nó hiệu là hiệu này nè. Ở trên cái lưỡi dao nó có chữ da băng. Số 7 là một bộ kìm. Bộ kìm 150 thôi. Cho các bạn dễ mua. Những cái món này mình không có bao ship mà chỉ có số 1 đầu tiên thôi. Để nó coi như bớt này cho các bạn tiền ship luôn á, 150 ngàn ha. Số 7 150 ngàn. Giới thiệu cái kìm này thì một cái kìm cong, kìm mỏ nhọn mà hơi cong qua để mình làm những cái góc khúc khúc á, hẹp hẹp á. KTC USA đàng hoàng các bạn, USA có đây nè mà nó mờ mờ thôi nè, KTC nằm bên đây mặt chữ là kìm xịn bãi. Còn cây này có cái rất là ngộ, nó lưỡi này để chắc cắt ngựa, cắt bê qua nó đây để nè, bê nè, bê nè. À, cái lưỡi này thì mình điều chỉnh được ra vô nè. Nó xả hai con lục giác này ra, mình điều chỉnh ra vô ha. Cũng hàng bãi luôn mà thấy có ghi vậy thôi nè, chữ vậy thôi. Đó mình bán kèm này 150. Không có bao ship. Đó. Một cái vít vẹt xeo các bạn, hiện cái mũi vẹt xeo đó, có vẹt xeo dài ở này 1,5 tấc quá, mũi dài 1,5 tấc.
đầu số 2, chỉnh số 2. Mình tặng kèm hai mũi vít bãi nữa. Mấy mũi vít bãi này đợt này về nó không có cây thì có hiệu, có cây không có hiệu. Chữ cây này không có hiệu nè. Cây này có hiệu bạc xeo nè, nhưng mà hình dạng nó giống y chang nhau luôn ha. À, chưa xài luôn, nó chỉ đen thôi do nó nằm rồi đó. Đó là giá bán 150. Cán vít nha, cán với lại cái vít với hai mũi vít. Rồi thôi mình lên vài món đồ nghề thôi, còn có máy pin thì mình sẽ lên sau. Rồi xin chào và xin hẹn gặp lại anh chị các bạn clip sau.